vốn có nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, xơ gan cổ trướng, không được uống rượu, bia và thuốc lá. Nhưng vì còn trẻ nên bệnh nhân này chủ quan với sức khỏe. Dịp đầu xuân, anh em bạn bè giao lưu nên bệnh nhân vẫn uống rượu và hậu quả phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng nặng. Nếu như một khi mà mình mà đã bị xơ gan cổ trướng là mình phải cấm rượu, cấm thuốc lá. Thế nhưng bởi vì nếu mà còn giao tiếp thanh niên mà không được thì là dần dần là nó cứ càng ngày nó càng tăng lên nhanh. Thế cho nên là khuyến cáo là các con lớp trẻ không nên uống bia uống rượu nhiều. Thực tế thời gian qua tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận nhiều ca gặp phải sai lầm uống rượu quên ăn, khiến bệnh nhân khi nhập viện đã trong tình trạng hạ đường máu, hôn mê sâu. Và uống rượu vào lại không ăn, để nó tạo cảm giác no giả, cứ mãi nói chuyện, mãi giao lưu và ép nhau không ăn, và uống rượu về say, xong lại bỏ bữa, ngủ qua bỏ bữa, người nhà lại bận rộn không để ý, nên cứ bỏ bữa qua, đã vốn đã bị hạ đường máu rồi, lại hạ đường máu tiếp, lại không được cho ăn, dẫn tới là phát hiện ra thì bệnh nhân hôn mê, tổn thương não do hạ đường máu rất là nặng. Rất nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng đường máu gần như bằng không và tổn thương não, thậm chí mất não và tử vong do hạ đường máu, bởi vì là uống rượu nó gây hạ đường máu mà không thèm ăn, uống quá nhiều. Rượu là chất tác động lên thần kinh nên khi uống làm não chúng ta mất khả năng kiểm soát, vì thế sẽ uống nhiều hơn. Dù các chuyên gia y tế đã có khuyến cáo về lượng uống cho nam và nữ, bao nhiêu phải dừng, nhưng khi đã uống rất dễ thành lạm dụng bia rượu. Nhiều người vẫn nghĩ chỉ uống rượu pha cồn công nghiệp methanol mới gây hậu quả nặng nề. Thực tế, ngộ độc rượu cấp, rượu thông thường cũng hoàn toàn có thể khiến bệnh nhân tử vong. Như chúng ta đã biết là ngộ độc cồn công nghiệp hay còn gọi là methanol ấy, thì là có thể gây ngộ độc ở các mức độ khác nhau và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70% mặc dù mình đã hồi sức rất là tích cực. Thế còn cái rượu bia mà chúng ta uống hàng ngày ấy, đó chính là gọi là rượu ethanol. Thì trường hợp này có an toàn hơn một chút, nhưng mà nếu trường hợp uống mức độ quá mức vẫn có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. Đặc biệt nó làm gia tăng mức độ nguy hiểm của những bệnh lý trên nền bệnh nhân có sẵn. Các bác sĩ khuyến cáo ngoài việc hạn chế uống rượu, việc ăn đầy đủ khi uống rượu cũng rất quan trọng. Nên ăn đồ có nguồn gốc từ tinh bột. Trường hợp uống nhiều, mất khả năng kiểm soát thì cần phải dừng lại ngay, không uống thêm.